Chiều nay ngày 26 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An tổ chức hội trại trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn huyện Đức Huệ năm 2023 với chủ đề Trăng sáng vùng biên. Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Long An Trần Hoàng Nhân cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh. Tại hội trại, các em được tham gia các hoạt động trang trí trại, thi làm lồng đèn và một số trò chơi dân gian như đập bong bóng, đi ba chân, trao khăn quàng đỏ. Các hoạt động trong hội trại giúp các em có sân chơi bổ ích, lành mạnh trong dịp Tết Trung Thu. Qua đó tạo điều kiện cho các em phát huy năng khiếu, giao lưu, kết bạn, được học thêm nhiều điều bổ ích. Con thích nhất là trò chơi làm lồng đèn, tại vì con có thể tự sáng tạo làm lồng đèn cho mình chơi. Khi được nhận quà ở đây, và con hứa sẽ học thật giỏi, và khi nào mà có dịp Trung Thu nữa con sẽ tham gia. Phát biểu tại hội trại, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa gửi lời chúc đến các em thiếu nhi, nhi đồng có một mùa Trung Thu thật vui vẻ, đầm ấm, tràn đầy hạnh phúc và tình yêu thương. Cũng mong muốn các cháu vui Tết Trung Thu nhưng mà không quên cái nhiệm vụ học tập. Đồng thời, chú cũng mong các cháu hãy ra sức thi đua, học tập, rèn luyện, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, kính yêu thầy cô giáo, tôn trọng mọi người, yêu thương giúp đỡ bạn bè và tham gia nhiều hoạt động bổ ích của xã hội, tùy theo sức khỏe của mình và khả năng của mình. Các cháu làm được những điều như thế chính là các cháu đã đền đáp được sự quan tâm, yêu thương của các cô chú lãnh đạo, của gia đình, của nhà trường và các mạnh thường quân đối với các cháu. Bên cạnh đó, ông đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương các cấp tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động cụ thể thiết thực trong việc chăm lo cho các em thiếu nhi, nhi đồng, đặc biệt các em có hoàn cảnh đặc biệt và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Kết thúc hội trại, ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho đơn vị Bình Hòa Bắc. Ngoài ra còn có giải nhì, giải ba, khuyến khích toàn đoàn và các giải thưởng cho từng trò chơi. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An trao tặng 110 phần quà cho trẻ em tham gia hội trại. Nguồn kinh phí được trích từ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh. Ngoài ra, các đơn vị tài trợ đã trao tặng bản tượng trưng hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn huyện Đức Huệ. Với sự quan tâm của toàn xã hội, các bạn trẻ nơi đây đã có một mùa Trung Thu thật trọn vẹn và ý nghĩa. Mong rằng những món quà nhỏ này sẽ tiếp thêm cho các em động lực, trở thành những người công dân có ích trong tương lai. Cũng tại huyện Đức Huệ, thông qua sự vận động của đồng chí Nguyễn Văn Được, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện đã tiếp nhận 1.000 phần quà Trung Thu dành tặng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn. Riêng trong hôm nay, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Đức Huệ Trần Thanh Phong đã đến trao tặng 100 phần quà bánh Trung Thu cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thị trấn Đông Thành. Được biết, trong tổng số 1.000 phần quà Trung Thu này, huyện đã phân bổ cho 11 xã thị trấn trong huyện